Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hummed của mình nhé. Và video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cách làm củ tỏi bằng túi bóng hay là bằng ni lông như thế này nhé các bạn nhé. Đối với củ tỏi này làm bằng ni lông này thì các bạn có rất là nhiều cách để trang trí, có thể là trang trí để lớp học cho bé. Cách thứ hai là các bạn có thể làm những cái dây để trang trí nhà cũng rất là xinh. Mà đối với túi bóng thì rất là bền và bảo vệ môi trường nhé. Mình quên mất để bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nguyên vật liệu để làm củ tỏi bằng ni lông như thế này. Để làm được củ tỏi bằng ni lông như thế này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên vật liệu sau. Thứ nhất đó là túi ni lông, thứ hai là dây dù, thứ ba là một cuộn chỉ trắng, thứ tư là một ít bông gòn. Và đầu tiên thì các bạn cho bông gòn vào túi ni lông cho mình. Các bạn làm theo cách của mình rất là đơn giản. Tùy các bạn nhé, các bạn có thể là làm to hoặc nhỏ tùy theo sở thích của các bạn. Các bạn có thể làm to thì cho nhiều bông vào, và làm nhỏ thì các bạn cho ít bông. Sau khi cho vào túi bóng, chúng ta bóp cái phần hơi ra và chúng ta sử dụng chỉ để chúng ta buộc cái phần dưới vào. Chúng ta buộc, sau đó chúng ta thắt nút ạ. Buộc thắt nút như thế này cho nó chắc nhé. Sau đó là các bạn quấn hai vòng và các bạn chia đôi cái quả bông ra. Rồi. Và các bạn lại chia 4. Các bạn vòng chỉ tiếp theo. Dít chặt xuống một chút, có thể cuốn hai vòng cho cái tạo cái múi của củ tỏi ạ. Rồi tiếp theo các bạn cuốn lên cái phần trên này. Sử dụng kéo để tắt cho cái khuôn. Đây mình đã làm xong cái khẩu tỏi, còn phần rễ thì các bạn sử dụng cái dây dù nhé. Các bạn cắt ngắn cho mình này. Cái dây dù này cắt ngắn cho mình. Đối với cái dây dù này thì mình sẽ chia làm 1, 2, 3, 4 đoạn như thế này. Và mình dùng chỉ để mình buộc ở phía trên. Và các bạn tước cái phần sợi nào ra, các bạn tước nhỏ ra nhé. Đó.
cho mình. Và các bạn cắt cái phần đế này đi cho nó đỡ dài nhé. Cắt phần đế. Các bạn sử dụng keo lên á. Cho một chút cho keo nó chảy ra. Các bạn sử dụng keo và các bạn dính cái phần rụt. Vậy là mình đã chia sẻ với mọi người xong cách làm củ tỏi bằng túi ni lông như thế này. Và với cứ củ tỏi bằng túi ni lông này thì các bạn có thể trang trí tùy theo cách của bạn. Các bạn có thể làm chùm như thế này, hoặc là các bạn có thể là làm thành dây để trang trí, để treo. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.